Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Theo Đông y, đảng sâm có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ vị, ích khí, sinh tân dịch, giải khát. Củ thường được dùng làm thuốc như đảng sâm Trung Quốc để chữa cơ thể suy nhược, mỏi mệt, ăn không ngon, đại tiện lỏng, phế hư, phiền khát, thiếu máu, vàng da, bệnh bạch huyết, viêm thượng thận, nước tê. Hiệu có albumin, chân phù đau. Còn dùng làm thuốc bổ dạ dày, chữa ho, tiêu đờm, lợi tiểu. Cây đảng sâm nam, tên khoa học, Codonopsis javanica, là loài thực vật có hoa trong họ hoa chuông. Loài này được Bloom, Hook, F. và Thomson mô tả khoa học đầu tiên năm 1855. Cây đảng sâm nam, đảng sâm, sâm leo, dùi gà Codonopsis javanica, Bloom, Hook, F. Campanulum javaniae, Bloom, thuộc họ hoa chuông Campanulaceae. Mô tả, cây thảo sống nhiều năm, thân leo dài độ 2-3 mét. Phân nhánh nhiều, dễ phình thành củ hình trụ dài. Phía dưới phân nhánh, màu vàng nhạt. Thân và củ có mủ trắng. Lá đơn, mọc đối, hình bầu dục, dài 3-6 cm, rộng 2,5-4,5 cm, mềm, mỏng, màu xanh lá mạ, mặt dưới có lông nhung trắng, mép lá có răng cưa tù, cuống lá dài 3,5-7 cm. Hoa hình chuông mọc đơn độc ở nách lá, đài có 5 thùy, gốc hơi dính, tràng hoa màu xanh lá mạ, đỉnh có 5 thùy. Quả nang có 5 cạnh, khi chín màu tím mang đài hoa tồn tại. Hạt tròn nhỏ, màu nâu. Mùa hoa quả tháng 12-1. Bộ phận dùng, củ Radix, Codonopsis javanicae, cũng dùng như củ loài đảng sâm Trung Quốc. Lá có thể dùng ăn. Nơi sống và thu hái, đảng sâm phân bố ở nhiều nước Đông Nam Á. Ở nước ta, đảng sâm mọc ở trong các chỗ trống, thường ở ven các rừng thứ sinh, rú bụi, có khi trong các tràng savan có ở độ cao 900-2200 m, thuộc các tỉnh từ Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình vào các tỉnh Tây Nguyên, Kon Tum, Lâm Đồng, vùng Đà Lạt. Cũng thường được trồng lấy củ làm thuốc, gieo trồng bằng hạt vào mùa xuân. Sau 3 năm có thu hoạch, nhân dân thường vào đồi cỏ đào củ về dùng, hoặc người ta thu củ trồng vào mùa thu đông, rửa sạch cát bẩn, cắt bỏ đầu rễ và các rễ con. Phơi nắng nhẹ hay sấy ở nhiệt độ thấp cho khô dần rồi làm cho rễ mềm, sau đó lại phơi hay sấy nhẹ đến thật khô. Khi dùng thái miếng, tẩm nước gừng sao qua. Thành phần hóa học, lá đảng sâm non chứa nước 77,5%, peptide 4,2%, glucid 13,1%, sơ 3,3%. Caroten 3,6 mg/%, vitamin C 85,5 mg/%. Sơ bộ thấy trong rễ cây có đường, chất béo, không có saponin, còn có tinh dầu, glucose, centellarine và vết alkaloid. Tính vị, tác dụng, đảng sâm có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ vị, kích khí, sinh tân dịch, giải khát. Công dụng, chỉ định và phối hợp, quả đảng sâm ăn được, rễ củ có thể ăn sống. Ngọn và lá non có thể dùng xào hay nấu canh ăn. Củ thường được dùng làm thuốc như đảng sâm Trung Quốc để chữa cơ thể suy nhược, mỏi mệt, ăn không ngon, đại tiện lỏng, phế hư, phiền khát, thiếu máu, vàng da, bệnh bạch huyết, viêm thượng thận, nước tiểu có albumin, chân phù đau. Còn dùng làm thuốc bổ dạ dày, chữa ho, tiêu đờm, lợi tiểu. Liều dùng 6-12 g cho tới 20-40 g, dạng thuốc sắc, viên hoàn hay bột. Thường phối hợp với các vị thuốc bổ khác. Đơn thuốc, 1.
Bài thuốc bồi dưỡng cơ thể, thận suy, đau lưng mỏi gối, đái dắt, dùng đẳng sâm 20g, tắc kè 5g, huyết giác 1g, trần bì 1g, tiểu hồi 0,5g, rượu 40 ô 250ml, đường đủ ngọt. Các vị cắt nhỏ ngâm rượu độ 1 tháng, mỗi lần uống 30ml, ngày 1 tháng 2 lần, theo dược liệu Việt Nam. 2. Chữa người già hay ốm lâu suy yếu, hoặc làm việc quá độ, ngồi đứng lâu nóng nhiều, mệt hơi háo sức, tim nhảy không đều, thở yếu ngắn hơi, mệt nhọc cây ết. Ông muốn nói, chỉ thích nằm, suốt lưng đau ê ẩm, tay chân rũ mỏi, đi lại hoạt động hạn chế, dùng đẳng sâm 40g, long nhãn, đương quy, ngưu tất, mạch môn đều 12g sắc uống ngày 1 thang. Hoặc thêm sâm tốt 4 đến 8 gam uống riêng, nếu bệnh nặng nguy cấp, theo Lê Trần Đức. 3. Ho nhiều đờm, nước tiểu có albumin, dùng đẳng sâm 6 đến 12 gam, tới 30 gam, nước 750ml, sắc còn 250ml, chia 2, 3 lần uống trong ngày. 4. Da vàng, hay viêm gan vàng da, dùng đẳng sâm 12 gam. Nhân trần 30g, hạ khô thảo 12g, mã nề 12g, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 2, 3 lần uống trong ngày. Cây đẳng sâm, sâm leo, dùi gà Codonopsis javanica, bloom, húc ép. Campanumoe javanie bloom, phân bố, trong nước. Lai Châu, Sìn Hồ, Phong Thổ, Điện Biên, Tủa Chùa, Lào Cai, Sapa, Bát Sát, Khan Uyên, Sơn La, Mộc Châu, Mường La, Yên Bái, Mù Cang Chải, Hà Giang, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, Ia, N. Minh, Cao Bằng, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Bắc Cạn, Bạch Thông, Thái Nguyên, Tam Đảo, Lạng Sơn, Tràng Định, Hòa Bình, Đà Bắc, Mai Châu, Ninh Bình, Cúc Phương, Thanh Hóa, Son Bá Mười, Nghệ An, Mường Lống, Quảng Nam, Trà My, Kon Tum, Đắc Tô, Đắc Lây, Ngọc Linh, Lâm Đồng, Đà Lạt, Lạc Dương. Thế giới, Ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Indonesia. Hoa cây đẳng sâm, cây thuốc quý được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Rễ củ dùng làm thuốc bổ, chữa cơ thể suy nhược, thiếu máu, vàng da, ăn uống khó tiêu. Chào các bạn.